Chào mừng bạn đến với kênh Hồ Thủy Sinh Mini. Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh. Chào bạn, hôm nay mình sẽ cho bạn tham quan cái hồ cá ở nhà mình. Đây là hồ cá koi, những cái chú cá koi nhỏ ở bên dưới này, nước nó trong nhìn rất là đẹp. Bây giờ bạn hãy xem nha. Đây có hai chú cá koi, hai con này là hai con cá koi giả thôi. Cá koi giả thôi, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là giống thật. Mình để đây để trưng cho nó đẹp thôi. Đây con cá này màu vàng cũng rất là đẹp. Cá này thì mình mua ở cửa hàng gốm sứ đó. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái đàn cá koi bên dưới này nó bơi nha. Những cái chú cá koi này mình mua là một lần là số lượng lớn á, nên giá nó sẽ rẻ hơn. Quay bên góc này nha. Đây mình sẽ zoom cận cảnh các bạn xem mấy cái chú cá này nha, đang bơi ở dưới hồ này rất là đẹp. Cái hồ này mình mới vừa xúc nên nó rất là trong. Mình có thể mua thêm mấy cái sứ bằng đá thì nó có chức năng lọc nước nữa. Hiện giờ thì cái hồ này mình chưa có sử dụng sứ đá nên phải thay nước rất là thường xuyên. Để những video sau mình sẽ mua cái sứ đá đó mình bỏ vô để cho bạn thấy được cái tác dụng của cái việc sử dụng cái sứ đá đó lọc nước rất là tuyệt vời.